Em xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của Đường Phố Hà Nội ngày hôm nay. Hôm nay em đang ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. Em thấy ở đây có những cái chùm quất rất là to. Em quay cho quý vị và các bạn xem. Đây, quất Tứ Liên thì có một đặc điểm là quả rất là đẹp và sai. Đây, chùm rất là to luôn. Hôm nay thì tiết trời đổ lạnh, trời lại mưa mưa, trời đang hơi mưa mưa, sắp mưa. Em tranh thủ quay lốt cho quý vị xem. Đây là những cái chùm quất rất to và thế rất đẹp. Rất là đẹp luôn. Trời đang mưa rồi các bạn. Quay cho các bạn xem mấy chùm quất. Ôi, quả to. Bạn thấy quả to. Đây một chùm quất nữa. Quả của Tứ Liên này, quả quất Tứ Liên thì nó rất kiểu tròn đẹp luôn nhá, ngoại mọng căng, điệp phân biệt giữa khác quất khác. Đây là những cái quất chùm. Đây nữa, một chùm quất. Bên này chúng ta thấy có những cái chùm nhỏ hơn này. Mấy cái cây này thì nó quả nó vừa xanh này, quả ương ương xanh xanh này, là tầm một tháng nữa, tính ra cho một tháng nữa là Tết các bạn, là những cái quả này là nó sẽ đều luôn, đẹp luôn. Đây, từng chùm đây, một chùm chùm bên dưới này, hàng chùm luôn, sai chữ quả. Bên này thì có những cái chùm rất là to luôn. Đây, chùm quất rất là đẹp luôn. Quả đẹp. Đây một cái thế rất là dáng đẹp này. Ui cái thân nó to dày không này. Thân rất là dày luôn. Đây, quất chùm to. Những cái quả nặng trĩu cành đẹp thôi rồi. Đây, nặng trĩu cành, cành rất là dày trĩu,
bọn đây là có những cái chum bé hơn. Đây những cái chum tua tủa những cái thế tua tủa ra. Và bên trong thì những cái chum này bé hơn. Đây là những cái chum bé. Rất sai quả. Những quả to hay to. Ăn quá đẹp quý vị các bạn, quá đẹp luôn. Mời quý vị các bạn cùng em đi tham quan cái vườn quất to này, đẹp, quả rất là sai chĩu, đẹp, có thêm tí nước mưa vào nó lại quá là đẹp luôn. Rất là nhiều.